Lai lịch con rể Nguyễn Tấn Dũng, ông Henry Nguyễn. Con rể nguyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là Henry Nguyên, tên tiếng Việt là Nguyễn Bảo Hoàng, sinh năm 1974, là con trai cưng của Nguyễn Bá Ban. Nguyễn Bá Ban là cựu Thứ trưởng Bộ Kinh tế, Thiếu tá Tình báo Bộ Quốc phòng của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Trong bản tin ngày hôm nay, Vogue TV mời quý vị cùng theo dõi chi tiết về lý lịch của Henry Nguyễn, con rể của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, để nhận thấy nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tính bại chuồn đi nước khác, đồng thời có những biểu hiện mà người trong Đảng Cộng sản Việt Nam đánh giá là suy thoái tư tưởng. Cả gia đình Nguyễn Bá Ban lên đường rời Việt Nam chỉ vài ngày trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 và định cư ở Mỹ. Được biết, chị gái của Henry Nguyễn là một cô gái đẹp và lấy chồng là con trai một trong gia đình tài phiệt Mỹ, tên là Thomas Conner. Kể từ đó, gia đình Nguyễn Bá Ban và Henry Nguyễn đã tham gia vào nhóm tài phiệt này. Anh rể Henry Nguyễn là Thomas Conner sau đó lập một công ty viễn thông để làm ăn với Việt Nam mang tên VITC từ năm 2002. Quan hệ móc nối rất chặt chẽ với các quan chức Bộ Bưu chính Viễn thông, nay là Bộ Thông tin và Truyền thông, và tập đoàn VNPT, lúc đó Nguyễn Bá Ban đang là chủ tịch VITC, Thomas Conner là tổng giám đốc, còn Henry Nguyễn làm giám đốc kinh doanh. Những điều mà chúng tôi đang đọc đây được lấy từ một trong những nguồn tin của người trong cuộc và đồng thời được đăng tải trên Facebook Nguyễn Duy, một kẻ chuyên đánh phá những người đấu tranh dân chủ và chống lại chế độ Việt Nam Cộng Hòa cũ. Henry Nguyễn làm tổng giám đốc quỹ đầu tư IDG Venture tại Việt Nam với số vốn 100 triệu đô la, sau đó tăng thêm 200 triệu đô la mà người ta cho rằng tiền này thực chất đến từ gia đình Thomas Conner và Nguyễn Bá Ban, dù rằng nó mang danh nghĩa của IDG. Quỹ này chuyên đầu tư mua các công ty tại Việt Nam và có quan hệ làm ăn rất chặt chẽ với quỹ Việt Capital do cô Nguyễn Thanh Phượng, con gái rượu của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm chủ. Sau khi Phan Văn Khải đọc bài phát biểu từ chức, rời bỏ chức vụ Thủ tướng Chính phủ vài tháng, trong chuyến công tác đến Việt Nam tham dự hội nghị APEC vào cuối năm 2006, Tổng thống Mỹ George Bush đã công khai nhắc đến mối tình người con gái của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Thanh Phượng và con trai của Nguyễn Bá Ban, cựu Thứ trưởng, Thiếu tá Tình báo Việt Nam Cộng Hòa là Nguyễn Bảo Hoàng, như một dấu hiệu cho cái gọi là hòa giải, hòa hợp dân tộc. Điều đó có nghĩa tình báo CIA của Mỹ đã nắm rất rõ nên họ cung cấp tin sốt dẻo cho Tổng thống Mỹ Bush, và có thể CIA là người dàn xếp cài vào nội ứng từ lãnh đạo cấp cao của nhà nước Đảng Cộng sản Việt Nam để lũng đoạn từ bên trong và bên trên để cung cấp những thông tin mật chính xác cho tình báo CIA. Ngày 17 tháng 11 năm 2008, Nguyễn Bảo Hoàng, con trai cựu Thứ trưởng Bộ Kinh tế, Thiếu tá Tình báo Bộ Quốc phòng của Việt Nam Cộng Hòa, đã có lễ thành hôn với Nguyễn Thanh Phượng, con gái của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Chỉ biết rằng, sau khi làm thông gia với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, gia đình Nguyễn Bá Ban trở thành một thế lực mạnh trong giới tài phiệt Mỹ, làm ăn tại Việt Nam. Có lẽ Mỹ đã tính toán rất tinh vi, có hạn chiến lược cài Henry Nguyễn, tức Nguyễn Bảo Hoàng, vào nội ứng trong gia đình Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cũng như truyền thuyết trọng thủy Mỹ Châu. Nhưng sự việc tự nhiên gia đình Thomas Conner và Nguyễn Bá Ban có số vốn lớn gia tăng khủng khiếp một cách bất thình lình để đầu tư vào Việt Nam,
một số nguồn tin trên Internet đề cập đến số tiền lên đến hàng tỷ đô la mà gia đình Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kiếm được cũng sẽ từ Việt Nam thông qua Henry Nguyễn, gia đình Nguyễn Bá Bang chuyển ra nước ngoài, chủ yếu là qua Mỹ một cách hợp pháp với luật Việt Nam và luật quốc tế, một hình thức rửa tiền phổ biến của giới quan chức tham nhũng các nước. Một góc nhìn khác, rất nhiều cán bộ đảng viên thắc mắc đặt câu hỏi tại sao từ năm 2006 đến 2008 Henry Nguyễn lại có thể lọt qua sự kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an để tiếp cận và cưới Nguyễn Thanh Phượng, con gái Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Chắc phải là tham nhũng lợi ích nhóm ở hàng ngũ lãnh đạo cấp chiến lược trong nội bộ đảng Cộng sản, nhà nước Việt Nam được hình thành từ đây sau. Những người Cộng sản này nói, với chí khí cách mạng, hình ảnh thiêng liêng của Đảng Cộng sản Việt Nam mà người đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thiết nghĩ, cho dù những người đó là ai, đã và đang giữ chức vụ cao trong Đảng Cộng sản nhà nước cũng không thể không chịu trách nhiệm đối với các sai phạm đã xảy ra trong quá khứ. Có như vậy mới là cách mạng chân chính của Đảng Cộng sản Việt Nam và cũng là minh chứng hùng hồn nhất cho câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: đấu tranh chống tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Con rể của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Henry Nguyễn, được cho là một người được học hành bài bản, được đào tạo trong hệ thống chính quy giáo dục của hệ thống tư bản Mỹ. Ông có kiến thức sâu rộng về tài chính kinh doanh, là người từng bươn chải trong thương trường của Mỹ. Và khi trở về Việt Nam, công ty của ông nhanh chóng đã làm ăn phát đạt, có những bước tiến cụ thể khác biệt so với các công ty bản địa. Ngoài vấn đề học hành bằng cấp là một người được đào tạo và có vốn liếng về tài chính, Henry Nguyễn còn là người rất đẹp trai, phong nhã, tướng mạo phi phàm và quả thực là ông có bản lĩnh. Trước đại hội đảng khóa trước của Đảng Cộng sản Việt Nam, vấn đề Nguyễn Tấn Dũng có con rể là người nước ngoài, đồng thời có quan hệ rất chặt chẽ với chính quyền của Việt Nam Cộng Hòa, đã được các đảng viên trong đảng khai thác và tấn công triệt để vào Nguyễn Tấn Dũng. Ông ta vẫn chấp nhận như vậy để làm gì? Để có thể rửa tiền, để có thể có những mối tương quan làm ăn, đồng thời tìm đường rút cho chính bản thân mình. Nguyễn Thanh Phượng cũng tỏ ra là một người con gái có bản lĩnh khi đã dẫn dắt lãnh đạo sang giao dịch chứng khoán của riêng mình và chứng khoán bản Việt. Cô ta không nhận bất kỳ một đồng lương nào, chỉ trừ năm đầu tiên. Trong khi hội đồng quản trị không nhận thù lao, mức thưởng cho ban tổng giám đốc năm vừa qua 2008 là 8% trên phần lợi nhuận trước thuế đã thực hiện, tức vượt 680 tỷ đồng. Theo kế hoạch kinh doanh năm 2018, VCSC đặt mục tiêu tổng doanh thu là 1.715 tỷ đồng. Đây cũng là một trong những công ty của Nguyễn Thanh Phượng, con gái ruột của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Cũng cần phải nhắc lại rằng, vấn đề hợp thức hóa tiền bạc đối với gia đình Nguyễn Tấn Dũng rất thuận lợi hơn so với nhiều người khác. Đó là bởi vì chính gia đình Nguyễn Bá Bang, Henry Nguyễn cũng có hệ thống tài chính riêng, là một trong những công ty tài chính ở Mỹ. Do vậy, vấn đề hợp thức hóa số tiền rất dễ dàng. Tuy vậy, Cục Tình báo CIA của Mỹ cũng đã nắm rõ những thông tin về vấn đề Nguyễn Tấn Dũng có gửi tiền ra nước ngoài hay chăng. Việc một nhà báo tái khởi động lại vấn đề con rể Nguyễn Tấn Dũng như một cách công kích ông này cũng là một dấu hiệu để chúng ta nhận thấy rằng trong nội bộ đảng cầm quyền đang rất muốn xử lý Nguyễn Tấn Dũng. Và như nhiều đảng viên nói, điểm yếu nhất của Nguyễn Tấn Dũng lúc này chính là con rể của ông ta. Nó là lá bài của Nguyễn Tấn Dũng, nhưng đồng thời cũng là lá bài của những kẻ chống phá ông. Việc khơi gợi lại vấn đề con rể Nguyễn Tấn Dũng cho thấy tâm lý chống Nguyễn Tấn Dũng đang ngày càng tăng cao. Và tham vọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là loại trừ tất cả phe nhóm của Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi bộ chính trị, cũng như nếu được thì bắt giữ Nguyễn Tấn Dũng
trả thù cho những mối nhục mà lâu nay ông vẫn ôm. Cũng có người nói rằng vì Nguyễn Tấn Dũng muốn lợi dụng con rể để có thể tìm đường tẩu thoát ra nước ngoài, không chỉ vấn đề tiền bạc mà còn là tìm đường để chạy nạn khi có vấn đề. Chẳng biết đâu mà lần, nhưng có một điều chắc chắn rằng những người của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang thực sự rất căm ghét Nguyễn Tấn Dũng và rất khao khát ông này được chung cảnh lao tù với Đinh La Thăng. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bài viết của Vogue TV. Xin hãy like, share, subscribe để ủng hộ chúng tôi. Xin cũng đừng quên cho chúng tôi biết ý kiến của quý vị. Chân thành cảm ơn và